Tập 17. Mục sư Diệp, chắc ông vẫn chưa biết là bọn họ bây giờ dùng cách tiêu diệt từng bộ phận. Bây giờ đất của nhà giàu đều đã bán đi hết rồi. Trong thôn của chúng ta cũng đã có người âm thầm bán đi hết rồi. Chúng ta không thể vì một hai hộ mà biến cả ngọn núi thành khu khai thác mỏ được. Phải đó, tổ nghiệp và gia sản của chúng ta đều ở trên mảnh đất này. Phải. Điều này thì tôi hiểu, nhưng mà chuyện này cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới được đó. Cho nên tôi mới tới tìm mục sư. Chẳng phải ông và người họ Cổ ở ngân hàng đó, đại thiếu gia gì đó? Phải, là Cổ đại thiếu gia. Không phải ông thân với cậu ấy lắm sao? Dạ. Chú Đồng về rồi. Tôn đại thúc, hai thúc tới rồi sao? Mọi người đang nói chuyện gì vậy? Chúng tôi đang nói. Không có gì đâu, trong thôn có vài việc cần cha giúp. Hay là như vậy, Tôn đại thúc, chúng ta vào thôn xem trước, xem họ rốt cuộc tính như thế nào. Được, như vậy cũng được đó. Vậy thì vị mục sư đi cùng chúng tôi một chuyến. Được, vậy chúng ta đi. Nào, hai thúc đi thông thả nha, đi đây. Chú Đồng, cha ra ngoài với họ một chút để làm công việc. Cha, có chuyện gì rồi sao? Về cha sẽ nói với con. Đồng bộ trưởng, chúng ta lâu rồi không gặp, không chung một đường, tự nhiên không gặp được nhau thôi. Vậy hôm nay tôi phải nắm bắt cơ hội này, hai chúng ta vui vẻ ôm lại chuyện xưa. Bộ trưởng Đồng, ngài vẫn khỏe chứ? Nhờ ơn phước của ngài mà coi như tạm tạm. Có điều ngoại giao không phải công việc dễ dàng, bất cứ lúc nào cũng phải đề phòng là có người gây hấn. Đâu như bộ trưởng Đức quản lý bộ nội vụ bao năm nay, như thể nằm trong kho báu vậy, không lúc nào thiếu thốn. Đúng là dùng mãi không hết, lấy hoài không thôi. Bộ trưởng Đồng, mấy câu này của ngài sao tôi cảm thấy như là râu ông nọ cắm cằm bà kia vậy chứ? Không đúng chủ đề nha. Không phải chỉ là nói chuyện thôi sao? Sao lại ra đề cho tôi rồi? Đề khó dễ giải, nút thắt trong lòng càng khó hơn. Nút thắt sao? Nút thắt cái gì chứ? Chúng ta là người nghe thẳng, không nói lời chồng do. Tôi nghĩ trong lòng bộ trưởng Đồng hiểu rõ mới phải. Đồng mổ tôi là người tối cổ, bộ trưởng Đức vẫn nên nói rõ ràng một chút để tránh hiểu sai ý. Vậy được rồi, vậy tôi nói cho ngài biết, dù người khai thác quặng mỏ ở môn đầu câu, tôi hy vọng bộ trưởng Đồng chăm chút một chút. Như vậy sau này chúng ta sẽ có thể nói chuyện và cũng dễ thương lượng hơn. Bộ trưởng Đức, tôi có thể xem xét yêu cầu của ngài, nhưng mà tôi phải khuyên ngài một câu. Đó là đi đêm có ngày gặp ma đó. Gặp chuyện ngoài ý muốn cũng là chuyện thường thấy. Ông đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Đồng mẫu trước giờ tướng lượng không tệ, có điều đối với Phật Ngọc Hòa Điền lại rất yêu thích, thật sự khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay. 20 năm trước tôi đã thích nó rồi, không ngờ 20 năm sau lại có người chịu đau từ bỏ nó. Có điều Phật Ngọc Hòa Điền này theo lý mà nói là vật tín cống, nên được bảo quản bởi đại nội mới đúng. Sao giờ lại lưu lạc bên ngoài rồi? Thật sự khó mà hiểu nổi đó. Đối với bộ trưởng Đức ngài đây, e rằng cũng là một đề khó đó. Phật Ngọc Hòa Điền sao? Đức Phúc, Đức Phúc, Lão gia, Lão gia, ngài đã về rồi. Chuyện tốt ông làm cho ta đấy sao? Lão gia, nô tài không hiểu ý của ngài. Tôi kêu ông tặng quà tới cho Đồng gia, ông đã tặng thứ gì chứ? Ông nói đi. Ông dám lấy Phật Ngọc Hòa Điền ở trong kho đem tặng cho người ta sao? Lão gia, ông có bị điên không? Ông có làm nổi chuyện gì ra hồn hay không? Ông thả chết quốc đi cho rồi. Lão gia, Lão gia, ngài nghe tôi nói đã. Lão gia, nô tài không có lấy Phật Ngọc Hòa Điền đem tặng cho đồng phủ. Vậy thì ông đã tặng thứ gì? Nô tài đem tặng tranh Bát Tuấn. Tranh Bát Tuấn? Lão gia, ngài nói phải cho họ sợ cái quy của ngài, cho nên nô tài tới kho tìm một bức tranh của Lan Thế Ninh. Tranh Bát Tuấn, nó có nhiều ngựa. Nô tài mới nghĩ cái này cũng coi như là cho họ thấy cái quy của ngài mà thôi. Vậy tại sao hôm nay ông ta lại nhắc tới Phật Ngọc Hòa Điện với ta? Thứ đó sao lại rơi vào tay của ông ta được chứ? Chuyện này, lão gia, có câu này nô tài không biết có nên nói với ngài hay không. Còn sống thì nói đi.
Không lẽ chờ chết rồi mới nói? Lão gia, tôi là sợ ngài nổi giận thôi, cho nên vẫn luôn không dám nói. Rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nói. Dạ. Là Tam Di Nương đổi tranh Bát Tuấn thành Phật Ngọc Hòa Điện. Ông nói sao? Ông mới nói cái gì? Lão gia, sao hôm nay ông lại về sớm vậy? Ăn diện đẹp đẽ như vậy, chút nữa là đi đâu chơi sao? Lão gia, bình thường thì tôi cũng ăn diện đẹp đẽ như vậy mà, tại sao không thấy ông nhìn ngắm tôi chứ? Được, vậy bà dụ dỗ thêm một người nữa đi. Lão gia, bà thích thú lắm chứ gì? Thoải mái lắm có phải hay không? Lão gia, tôi... Lão gia, ông... Ông đã nghe ai nói lung tung cái gì chứ? Chuyện mà bà tự làm, trong lòng bà tự biết rõ. Bà chăn díu với một kẻ chẳng ra gì đã đành, bà lại còn dám trộm đồ của tôi đem đi bán. Bà đúng là chán sống rồi. Lão gia, tôi bị quan đó lão gia. Quan sao? Vậy thì bà tới chỗ của Chim Dương gia mà kêu quan đi. Đức Phúc, lão gia. Tâm Di Nương. Đức Phúc. Là ông. Là ông. Tâm Di Nương, người không vì mình, trời tru đất diệt. Bà chấp nhận số phận đi. Tôi đem chút giấy mới cho Tâm Di Nương. Cô nương, cảm ơn nha. Tâm Di Nương, tiểu nhân tới hỏi thăm người đây. Tâm Di Nương. Ôi trời ơi, đại quản gia, có chuyện lớn rồi. Đừng hốt hoảng, có gì từ từ nói. Không phải đâu, Tâm Di Nương. Tâm Di Nương bà ấy. Bộ trưởng Đức. Bộ trưởng Đức. Bộ trưởng Đức, xin tha mạng cho tôi đi. Bộ trưởng Đức, xin hãy tha mạng cho tôi. Bộ trưởng Đức, định làm gì đây? Đừng giết tôi. Bộ trưởng Đức, xin hãy tha cho tôi đi. Tha cho tiểu nhân đi mà. Bộ trưởng Đức. Bộ trưởng Đức. Xin lỗi, tôi đã tới trễ. Nói chuyện ở đây có tiện không? Tiện hơn nói chuyện ở dinh thự số 9. Nói đi, có chuyện gì? Dạo này cô sống tốt không? Đừng nói mấy lời giả dối với tôi nữa. Tôi nghe đủ rồi. Hơn nữa tôi đến không phải để nghe ông Hàn Quyên tâm sự. Tôi muốn biết chuyện ông làm với quốc gia rốt cuộc giải thích sao đây. Tôi đã chủ động hẹn cô tới, tất nhiên là có thêm manh mối. Manh mối gì chứ? Trước mắt tôi chưa thể nói cho cô biết. Ông đang đùa với tôi sao? Bạch Tuyết, tôi đang lo lắng cho cô. Cô vì thù hận trong lòng mà tự ý hành động trước khi làm rõ sự việc. Như vậy không những việc không thành, ngược lại còn hại cô. Chuyện tới ngày hôm nay, tôi còn tiếc rẻ cái mạng này hay sao? Không phải chuyện tiếc rẻ, mà có đáng hay không? Lật lại quan tình là chuyện lớn, phải có đủ chứng cứ mới có thể hành động được. Vậy ông cần đủ chứng cứ gì để có thể giúp cha của ta lật lại vụ án này chứ? Vật chứng, nhân chứng. Bây giờ trong tay ta đã có một vật chứng, là một trong những bảo vật năm xưa cha của cô tiến cống vì muốn hiếu kính lên triều đình. Theo lý mà nói, đáng lẽ nó được cất giữ ở kho đại nội, nhưng không ngờ vật đó lại xuất hiện bên ngoài thị trường.
Làm sao ông biết? Đó là bảo vật của cha tôi tiến cống. Bởi vì bảo vật này phải đem qua tay tôi kiểm tra, sau đó niêm phong mới được đi. Nội tạc buôn lậu bảo vật trong Tử Cấm Thành có rất nhiều. Trên có cung thân, dưới có thái giám, không một ai là sạch sẽ cả. Nếu chỉ vì một món bảo vật lưu truyền ra bên ngoài mà có thể coi là manh mối, thì ông nghĩ có phần hơi ngây thơ rồi đó. Bởi vì món bảo vật này được tiến cống để hiếu kính triều đình, không hề được cất giữ trong đại nội. Tôi đã điều tra hết sổ sách của lễ bộ, trong đó không hề có ghi chép gì. Vậy ý của ông là số bảo vật này trước khi vào cung đã bị cướp giữa đường, phải không? Đúng là tôi đã nghi ngờ như vậy. Nhưng người đưa số bảo vật này vào cung chắc chắn là thị vệ thân cận hoặc là thân tín của cha cô. Có điều xảy ra chuyện như vậy, trong chuyện này chắc chắn có quẩn khúc. Hôm nay tôi tìm cô là muốn hỏi cô, bạn cũ, thân tín hoặc là thuộc hạ của cha cô tới giờ còn ai hay không, hoặc là có tin tức gì hay không. Năm xưa đã bị ông giết chết hết rồi. Tôi biết bản thân tôi tội nghiệp quá nặng. Tôi chỉ hy vọng trời xanh có đức để lại chút chứng cứ gì đó lật lại vụ án này. Bất kể nhân chứng hay là vật chứng, hay là bất kể khó khăn tới đâu, tôi cũng nhất định sẽ nghĩ ra cách. Nếu không, cho dù tôi xuống Hoàng Tuyền cũng không thể nhắm mắt. Nhan Vũ vẫn còn sống, ông ấy biết rõ nhất hung thủ thực sự của vụ thảm án Diệt Môn năm đó. Còn có Nhan Vũ. Nhan Vũ sao? Lão gia vẫn đang phiền lòng về chuyện của quốc gia sao? Tôi biết bà đang muốn nói tôi trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện của người khác. Không phải, tôi đang nghĩ hai chuyện này có lẽ có mối quan hệ nhân quả với nhau. Có lẽ sau khi rửa sạch quan tình cho nhà họ Quốc, những đứa con thất lạc của Đồng gia cũng sẽ đoàn tụ. Tôi rửa quan cho quốc gia là muốn chuộc tội cho bản thân mình, không cầu mong được ông trời đền đáp, chỉ cầu mong được yên lòng mà thôi. Lão gia, hôm nay ông nói thẳng chuyện này với bộ trưởng Đức rồi, như vậy ông ta chắc chắn sẽ nghĩ cách đối phó với lão gia. Ông không thể nào không đề phòng. Tôi biết. Tôi lại muốn xem thử ông ta sẽ làm thế nào. Vậy thì ông tính làm sao đây? Bây giờ việc gấp trước mắt là phải nhanh chóng tìm ra Nhan Vũ. Trời đất rộng lớn, ông biết đi đâu mà tìm? Nghe Bạch Tuyết suy đoán thì Nhan Vũ có lẽ là đang ở Cam Túc. Cam Túc rộng lớn như vậy, ông phái ai đi tìm? Không lẽ lão già định đích thân đi sao? Tôi đang nghĩ tới một người, chỉ là không biết hắn có chịu đi một chuyến hay không thôi. Mời vào trong. Ông là? Tôi vào chơi vài ván, hình như chưa từng gặp ông bao giờ. Tôi lần đầu tới đây đó. Đây không phải chỗ ông chơi đâu, ở đây chơi lớn lắm. Không sao đâu, đã mở thì tôi. Khi nãy có người bán đậu phụ ở đây, sao ông ta lại vào được chứ? Đó là bạn của Tam gia, đương nhiên là vào được rồi. Tam gia thì làm sao? Mở cửa thì cho tôi vào chứ, không được đâu. Chỗ của anh đã mở cửa, sao lại không cho tôi vào? Chỗ của tôi không cho ông vào đó, đây là quy định, không được vào đâu. Hỗn sự. Tam gia, thường ngày tôi dạy các cậu ra sao? Đạo lý đón khách, không được phép có lần sau. Nhìn cho kỹ vào. Đây là Liễu sư phụ, là bạn giàu sinh ra tử của Tam gia, Liễu Chân Thiên, Liễu Tổng Tiêu Đồ. Mời vào. Tam gia,
Sao đây? Muốn chơi nhưng không có tiền cược phải không? Tôi cho ông. Cảm ơn nha. Nếu không có tôi đã không tới. Ông nên thử vận may xem. Đánh cược mà, chứ nhìn mà không chơi thì vô vị lắm. Chỗ này chơi đều rất mơ hồ, không nhìn rõ gì hết. Chơi hay không cũng không có sao, quan trọng nhất là phải nhìn cho rõ. Như vậy thì mới thực sự là người trong nghề. Đánh cược không có kỹ năng, chỉ có lá gan. Không có người trong nghề, chỉ có người thắng, là người đều muốn thắng. Ông chỉ nhìn mà không chơi thì không có cơ hội để mà thắng đâu. Thứ trên bàn, thắng hay thua đều chỉ cho người khác coi. Thắng thua thật sự, theo tôi thấy, chỉ có ông trời mới biết thôi. Ông trời biết cái gì chứ? Người với người đánh cược còn không thắng được, còn trông chờ vào ông trời sao? Đại ca tới rồi. Hôm nay tôi đen quá, thua hết rồi. Đại ca cho tôi dây chút tiền đi được không? Để tôi vớt vát lại một chút. Vậy thì đúng rồi. Không có thua, làm sao mà biết thắng? Cầm lấy đi. Nhớ cho kỹ. Nếu thắng thì nó thuộc về ông, còn nếu thua thì tính cho tôi. Dạ được. Liễu sư phụ, sao ông cũng ở đây? Tôi thấy ngứa tay cho nên tới đây gãi. Được rồi, chơi vài ván đi. Nào lại đây. Ông vào cố giữ cho tôi đi. Lần này tôi nhất định phải thắng mới được đó. Nào lại đây. Dương Nhi, đi đâu rồi? Dương Nhi. Nè, anh ở nhà bị cha anh đánh còn chưa đủ sao? Vậy tới đây để cho em đánh anh. Anh chỉ tiện tay lấy chơi chút thôi. Ai mà biết thứ này đánh đâu như vậy chứ? Đánh vào đâu rồi để em xem. Ở đây. Đây sao? Có đau không? Đau không? Không sao đâu, hai ngày là khỏi thôi. Xem ra em đối với chim còn tốt hơn là đối với người đó. Đương nhiên rồi, nó là đồng tứ thiếu gia tặng cho em mà. Em phải chăm sóc nó cho thật tốt, phải không? Anh quên mất. Phải rồi, nó gọi là yêu nhau yêu cả, đường đi lối về. Yêu cái gì chứ? Không có gì, không có. Phải rồi, dạo này không lẽ em không nhớ anh một chút nào hay sao? Bất cứ lúc nào cũng được, chỉ cần có liên quan tới anh. Có chứ, chắc chắn là phải có. Lúc cho chim ăn đó. Nè, sao hôm nay anh toàn hỏi mấy câu kỳ lạ không vậy? Không có gì, anh chỉ hỏi đại vậy thôi. Dù sao anh sống ra sao cũng không liên quan tới em. Cô tốt hay không thì anh sắp cưới vợ tới nơi rồi, còn gì mà không tốt chứ? Thiệt tình, nói linh tinh gì đó. Ai nói với em anh sắp cưới vợ? Thiết đã nói có phải không? Anh biết ngay là anh ta. Cái miệng của anh ta không lấy kim khâu lại thì cái gì cũng nói được hết. Cưới vợ là chuyện tốt, có gì mà không thể nói chứ? Thiệt tình. Không phải đâu, từ lần trước anh ta tới nhà của anh chọc cho bà Mai mối tức giận bỏ đi, mọi người trong kinh thành đều biết tứ thiếu gia nhà họ Đồng là một kẻ đần độn, làm gì có ai tới hỏi cưới đâu. Anh nói coi, anh có khi nào vì chuyện này mà không cưới được vợ hay không chứ? Cái này thì anh không lo đâu, dù sao lấy vợ cũng không phải là chuyện gì khó. Nhưng mà muốn cưới một cô vợ mà mình yêu mến thật sự rất khó. Vậy thì anh mở to con mắt ra từ từ mà chọn. Dù sao thì anh cũng là con nhà quan, rất nhiều cô gái tình nguyện cho anh chọn mà. Huống hồ gì, nếu như họ biết anh không phải là một kẻ đần độn thì càng có nhiều cô gái chủ động tìm tới anh hơn thôi. Cha, cả tối cha không về, cha đã đi đâu vậy? Cha đã đi đâu? Cha, đồng tứ thiếu gia. Chào chú. Cha, gọi linh tinh cái gì vậy? Đây là cha của em. Anh là đang gọi.
Dạ. Em cũng thuận miệng gọi lắm đó. Dạ. Đây đúng là trời đất ngập xuân, cha ngập nhà. Người này gọi cha, người kia gọi cha, định làm trò gì chứ? Cha. Cô Trứng Đồng. Tôi thưa gia, cậu tới đó sao? Mời vào trong, mời vào trong. Nào, mời vào, mời vào. Ngồi đi, ngồi đi. Mời ngồi, mời ngồi. Để cho anh. Tôi thưa gia, cậu muốn uống gì? Em muốn uống gì? Gì cũng được. Vậy cho một bình trà mau tim nha. Có ngày, có ngày. Xin chờ một chút. Ngọc Quang, anh không cảm thấy hai chúng ta tới để uống trà sẽ có người nói ra nói vào hay sao? Nói ra nói vào cái gì chứ? Với lại quán trà đâu có quy định phụ nữ không được tới. Còn có anh ở đây mà. Cũng chính vì có anh ở đây đó. Được rồi, được rồi, chúng ta nghe kịch đi. Đây là nghệ sĩ nổi tiếng kinh thành đó. Hôm nay chúng ta tới rất đúng dịp. Hay, hay lắm. Hay. Mời dùng trà. Cái này là đồ ăn vặt nổi tiếng nhất của quán trà này đó. Bánh súp chiên, em ăn thử đi. Ăn thử đi. Sao vậy? Có tâm sự sao? Có. Em hỏi anh, cha của anh tới võ quán tìm cha của em, anh không quan tâm chút nào sao? Hai người bọn họ còn thần thần bí bí gửi chúng ta ra ngoài nữa. Gửi chúng ta ra ngoài chứng tỏ không liên quan gì tới chúng ta. Làm sao anh biết? Biết đâu là vì ngày nào anh cũng chạy tới võ quán nên cha anh tức giận cũng nên. Không có đâu, dạo này anh rất ngoan mà, đâu có lý do gì giận anh. Vậy cha của anh càng không có lý do gì tới võ quán tìm cha của em. Em cũng đừng luôn nghĩ theo hướng xấu như vậy. Nói không chừng là bàn chuyện tốt đó. Bàn chuyện tốt? Chuyện tốt gì mà bàn? Anh mau nói đi. Nói đi. Nói không chừng cha của anh lần này tới tìm cha của em để mà cầu thân. Nuốt vô. Không được ói ra. Nuốt vô cho em. Tôi biết chuyện này thật sự là làm khó ông. Nhưng mà tôi không tìm được người thứ hai đáng để tin cậy nữa rồi. Được Bộ trưởng Đồng coi trọng. Đừng nói là đi tìm một người, cho dù nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng không từ chối. Ông đồng ý rồi sao? Nếu như tôi có một mình, tôi lập tức gói hành lý đi ngay bây giờ. Nhưng mà tôi còn một đứa con gái. Chuyện này ông yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho nó thật tốt. Đứa bé này không kém hơn hồi còn đi ăn xin. Võ quán này giao cho con bé từ trong ra ngoài, chưa từng xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà tôi lo là chuyện khác. Nếu sư phụ có chuyện gì ông cứ nói. Chính là vì chuyện đuổi theo Hồ Tiếu Thiên, cho nên tôi đã bị hắn để mắt tới. Nói như vậy, hắn đã phát hiện ra ông điều tra hắn rồi. Còn nói thêm một câu, mối quan hệ sinh tử là có ý gì? Nếu như tôi đoán không lầm thì chính là, nếu như bọn tôi đối đầu, chỉ có khả năng là một mất một còn. Nói như vậy, chẳng phải là nói cho ông biết hắn chính là Hồ Tiếu Thiên sao? Người này vô cùng xảo quyệt và cũng rất biết kiềm chế. Tính đến thời điểm này, hắn vẫn chưa có bất cứ động tĩnh gì. Tôi chỉ sợ là hắn sẽ hành động gì đó với tôi. Càng lo lắng hơn, chuyện này sẽ liên lụy tới con gái của tôi. Không cần nói nữa đâu, tôi đã hiểu rồi. Ban đầu tôi muốn nhờ ông đi thay tôi một chuyến, đi tìm Nhan Vũ. Bây giờ xem ra tôi phải ra lệnh cho ông lập tức khởi hành, càng nhanh càng tốt. Tại sao? Chưa cần biết hắn có phải là Hồ Tiếu Thiên không, tôi không thể để hai cha con ông vì chuyện nhà họ Đồng mà mang quả sát thân. Ông đi rồi, dân nhiên ngược lại sẽ an toàn hơn. Ông không đi, con bé sẽ càng nguy hiểm. Tránh ra. Đi đi, tránh ra. Làm gì vậy? Bác gia, người tới rồi. Không mau xếp chỗ cho bác gia. Được rồi, bên này, bên này. Mời ngài, mời ngài. Không cần tốn công, tôi ngồi bàn kia được rồi. Như vậy không được hay cho lắm. Nè, ai vậy?
Chẳng qua là Dương gia Bắc Kỳ đã hết thời thôi. Mặc kệ hắn, chúng ta nghe kịch đi. Không hay cái gì chứ? Ngươi có mấy cái đầu hả? Không hay rồi. Hắn tới nhằm vào anh đó. Thật là quá quá. Được rồi, để anh đi cho. Em ở yên đi đi. Em không cần phải ra tay đâu. Cứ để cho anh. Tứ thiếu gia, mong ngày nể tình tiểu nhân, hôm nay chịu thiệt thòi một chút đi. Đừng so đo với bác gia. Chút nữa tôi tìm chỗ ngồi tốt hơn cho ngài nha. Cái gì? Tốt hơn đó. Tốt hơn cái gì chứ? Chỗ của ngươi trà cũng chẳng ngon, điểm tâm cũng không ngon, cả kịch hát cũng không hay. Chỗ ngươi ngoài giấy ngoài ra chỉ có cái gì tốt đâu. Nói cho ngươi biết, ngươi đó, nơi này chỉ là hạng hai thôi. Đã là hạng hai thì ngươi hãy hầu hạ người hạng hai đi. Cái mà bổn thiếu gia cần là hạng nhất. Cho dù có quỳ xuống cầu xin ta thì ta cũng không ở. Đi, chúng ta đi. Đây là cách của anh sao? Lâm trận bỏ chạy vậy? Đây gọi là kim thiền thoát xác, đấu với quân tử chứ không đấu với tiểu nhân. Đi thôi. Nè, đi đâu đó? Muốn gây sự phải không? Chó ngoan không cản đường. Không biết sao? Cái con nhảy răng dám nói với ta kiểu đó sao? Tôi cảnh cáo ông đó, buông tay ra. Ngài làm gì vậy? Buông ra đi. Đừng tưởng ông là bác Dương gia mà tôi sợ ông đó. Cái mũ của ông đã bị hạ xuống từ lâu rồi. Đồng tứ thiếu gia, đừng tưởng cha của cậu là người bên cạnh đại tổng thống mà tôi sợ nha. Tôi nói cho cậu biết, đại tổng thống cũng không thể làm gì được tôi đâu. Hôm nay, cho dù tôi có mang con nhỏ này đi thì tôi tin ở đây cũng không ai dám hó hé một tiếng đâu. Ông, cái con nhỏ này cũng khá hợp khẩu vị của tôi đó. Bắt gia, bắt gia. Đi thôi, đi thôi, nhanh lên. Đi thôi. Dân Nhi, cha đúng là bị nha đầu con trói chân lại rồi. Dân Nhi, Dân Nhi. Sư phụ, người ở đây sao? Sao đây? Cậu mong tôi không ở đây lắm có phải không? Sao sư phụ lại nói vậy chứ? Hôm nay sao rồi? Mới sáng ra đã uống rượu say như vậy sao? Có chuyện gì sao? Sắc mặt của người không được tốt. Cũng coi như là cậu thông minh đó. Tôi đang có chuyện muốn nói với cậu đây. Chắc là tôi phải đi xa một chuyến. Đi xa? Người đi đâu? Được rồi, đừng có hỏi. Được người ta nhờ vả. Đừng đi nhanh như vậy mà, Dân Nhi. Không phải anh kêu em đi nhanh sao? Anh biết, chắc chắn là em nghĩ anh vô dụng. Trước mắt bao nhiêu người không bảo vệ được em, ai mong anh bảo vệ được em chứ? Em là sư tỷ của anh đó. Hơn nữa, mạng của anh đáng tiền hơn của em. Phải là em bảo vệ anh mới đúng. Em đừng có nói như vậy. Chỉ cần chửi anh một câu nhát gan sợ chuyện là xong rồi. Anh biết em coi anh như là phế vật vậy. Anh biết. Anh làm gì vậy? Nè, có đau không? Để em coi. Anh chỉ muốn trút giận thôi. Trút giận sao? Trút giận cũng phải trút trước mặt người ta. Còn sau lưng gọi là trò hề đó. Dù sao hôm nay anh cũng làm trò hề đủ rồi. Thêm lần nữa cũng có sao đâu. Nhìn bộ dạng của anh kìa. Em không có trách anh. Anh biết, hôm nay nếu như thiết đảng có ở đó thì chuyện sẽ không như vậy. Nhắc tên ấy làm gì? Chúng chỉ là như vậy mà. Trong lòng em chính là nghĩ như vậy. Anh ấy mà ở đây thì chỉ càng lớn chuyện thêm thôi. Nhưng ít ra anh ấy có gan. Để em xem. Đưa đây. Không sao. Người này giỏi. Còn có người khác giỏi hơn. Bị chèn ép nhiều tầng như vậy, có ai mà không bị ức hiếp đâu. Em nhớ cha của em đã từng nói một câu. Trên đời này có quá nhiều người sợ bị chèn ép, nên mới có chuyện anh giẫm tôi đấu anh, gây ra nhiều tranh chấp như vậy. Thực ra tranh qua tranh lại có ý nghĩa gì đâu. Chẳng phải đều đứng với ông trời đó sao? Em không trách anh thật đó hả? Anh còn lôi cha của anh ra rồi. Chỉ là không thắng được ông ta mà thôi. Anh đâu có. Đâu phải lúc nào cũng lôi cha của anh ra. Em biết, em biết.
Đồng tứ thiếu gia, chỉ có điểm này là biểu hiện tốt nhất. Con không yên tâm đâu. Năm xưa, Đường Tăng đi thỉnh kinh, có Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới, cộng với Sa Hòa Thượng, còn người tới một con lừa cũng không có. Hay là như vậy đi, con đi cùng với người. Cậu ai chứ? Con, cậu. Thôi đi, tôi dẫn theo cậu còn phải có cái ăn cái uống. Nhưng quan trọng là cậu có cái gì. Nói như vậy đi, khi nãy cậu nói Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, người ta vốn dĩ là mất 3 năm, chính là chị phải dẫn theo 3 người đồ đệ thì mới mất thời gian lâu như vậy, là 10 năm. Còn nếu như tôi dẫn theo cậu, vậy chẳng phải giống như Tô Vũ nuôi cừu, một đi không trở lại hay sao? Còn người coi thường con như vậy sao? Vậy còn thương lượng với con làm gì chứ? Tôi là chị Dân Nhi, con biết. Người muốn con chăm sóc tốt cho Dân Nhi phải không? Cái đầu của cậu đúng là quá thông minh. Câu này người không cần phải nói. Dân Nhi đã biết hay chưa? Chưa biết. Không thể nói cho nó biết, tuyệt đối không được nói. Không cho cô ấy biết. Người ra ngoài 4-5 tháng không cho cô ấy biết. Cậu nghĩ mà coi. Tôi mà nói cho nó biết chuyện này, một là nó khóc, hai là nó quậy, tôi còn ra khỏi cửa được hay sao chứ? Cũng đúng. Vậy phải làm sao? Chút nữa tôi khởi hành, sau đó thì cậu nói cho nó biết. Con, cô ấy sẽ xé xác con đó. Cho dù nó xé xác cậu, cậu cũng phải chấp nhận. Giờ vào đâu chứ? Tới thời khắc then chốt này rồi, cậu nghĩ tôi còn có thể tin tưởng ai được nữa? Dạ. Sư phụ, ý của thầy là con và cô ấy từ nhỏ cùng lớn lên, cho dù cô ấy xé xác con ra thì cũng có bản lĩnh ghép con lại. Sư phụ, người sắp xếp thật là chu đáo. Con chấp nhận. Nếu tôi rời khỏi cái nhà này, không còn ở đây nữa, cậu phải đối tốt với Trần Nhi, chăm sóc cho nó. Đã hiểu chưa? Câu này người không nên hỏi. Con nói như vậy với người, cho dù bây giờ người có chết đi thì cái nhà này là của con. À không phải, ý con là cái nhà này con sẽ thay thế người chăm nom thật tốt. Thằng nhóc cậu từ trước tới giờ đúng là không biết nói năng làm sao cho nó đúng nữa. Vì cậu đồng ý chuyện này rồi thì tôi sẽ không bao giờ quên. Sư phụ, chúng ta không thể nói cho Chân Nhi biết sao? Không thể nói. Vậy còn mẹ của con? Con làm sao vậy? Con vậy là có ý gì? Con không ăn không uống, không ra khỏi phòng. Con được lắm. Con giỏi lắm. Ra ngoài đi. Vì nuôi con 10 mấy năm, chưa học được cách tiếp đón khách, nhưng mà bản lĩnh dạy cho người khác thì giỏi lắm rồi. Rốt cuộc thì con muốn gì làm sao thì con mới thấy hài lòng đây. Cũng vì con, Thiết Đản cãi nhau, trở mặt với dì. Cũng vì con, dì phải dập đầu xin lỗi người trước người sau. Cũng vì con mà dinh thự số 9 thì vất vả kinh doanh hơn 10 năm nay, bây giờ bán hiệu đã bị người ta dỡ bỏ đi rồi. Vậy mà con lại vì một tên khố rách áo ôm gặp chưa tới 3 lần mà trở mặt thành thủ với dì. Con thực sự tưởng rằng trái tim của dì làm bằng sắt thép chứ không phải bằng thịt sao? Tuyết Nhi, con theo dì 10 mấy năm rồi, dì đối với con ra sao? Không lẽ con không biết? Con thực sự nghĩ rằng dì coi con như là cây hái ra tiền muốn giáp kiệt con mới tha cho con đi hay sao? Tự trong lòng của con hiểu rõ, con đã không có khế ước bán thân, cũng không nợ dì một đồng nào hết. Không cần thiết phải dày dò bản thân như vậy. Bây giờ con muốn đi thì con cứ dứt khoát mà đi đi. Đừng có hại ta mang tiếng bất nhân bất nghĩa như vậy nữa được không? Con lắc đầu. Con lắc đầu có nghĩa là gì đây? Dì đã nói sai chỗ nào? Dì đã nói sai cái gì sao? Hay là con muốn ở lại đây dạy dò dì? Nếu như con làm mình làm mấy với dì thì cả đời này đừng có mở miệng ra. Dì à, con xin lỗi. Con xin lỗi. Con chỉ hận bản thân của con.
Cô không quên được anh ấy. Cha, cha của Ngọc Quan tới tìm cha, rốt cuộc là vì chuyện gì? Cha đã nói với con rồi mà. Thật không đó? Chỉ đơn giản là nhờ cha huấn luyện người làm ở nhà ông ấy sao? Cha phải nói với con bao nhiêu lần nữa đây? Ăn đi. Nhìn cỡ nào thì cũng không giống. Con muốn ăn cái này. Con tiểu nha đầu lanh lợi quá rồi. Chuyện gì của cha nó cũng biết. Nếu mình mà ở thêm vài ngày, e rằng thật sự không giấu được nó. Tới khi đó, chỉ cần nó rơi vài giọt nước mắt thì chân của mình sẽ đeo tạ và sẽ không đi được rồi. Cả đời này của mình, sợ nhất là phụ nữ dùng chiêu này với mình đó. Di nương đừng uống nữa mà. Đừng có kéo tôi. Tôi còn hai phòng khách nữa đó. Còn chưa uống. Được rồi, khách đã về hết rồi. Dì đừng có uống nữa mà. Cái tên khốn nhà cậu đó. Cậu muốn chặn đường phát tài của tôi sao? Thấy bà đây được sống vài ngày chưa trẻ, mấy người các người đều thấy khó chịu phải không? Phải không? Sao như vậy được chứ? Dì thật sự là uống say rồi. Cậu muốn thấy tôi gục ngã chứ gì? Tôi nói cho cậu biết, sẽ không có chuyện đó đâu. Cửu di nương tôi cả đời này chỉ dựa vào câu chấp nhận số phận, không chấp nhận thua. Tôi chấp nhận số phận, không chấp nhận thua. Cút đi. Chuyện này. Nổi điên xong chưa? Anh Dương. Anh Dương. Được rồi, em thắng rồi. Không ai thắng được em hết, bọn họ đều thua. Có được chưa? Nhanh tay nhanh chân lên đi. Lau cho sạch vào. Liễu sư phụ, chào buổi sáng. Xin mấy cô đừng quậy nữa. Phải rồi. Nếu di nương của các cô tính vậy, đừng nói cho bà ấy là các cô nhìn thấy tôi nha. Tôi biết rồi. Thank you.
lại đi nữa rồi. Lần nào cũng như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đáng ghét. Lần nào cũng như vậy. Anh là cái thá gì chứ? Sáng sớm ra đã dọa người rồi. Làm gì vậy? Anh tới chào buổi sáng thôi mà. Chào buổi sáng. Em thấy là anh tới ké cơm sáng thì có. Ngồi đi, chờ cha của em cùng ăn. Sư phụ. À phải rồi, tối qua em không thấy cha của em đâu. Anh có gặp ông ấy không? Không có. Không sao? Anh chắc chứ? Ông ấy không tới dinh thự số 9. Em nói cái gì vậy? Anh thật sự là không có thấy đâu. Vậy thì cả đêm ông ấy đi đâu? Anh nói cho em nghe chuyện này.